Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bonsai tượng đá ha, cái này là cũng của một người bạn, một người em trong giới chơi cây. Đây là chủ của vườn bonsai tượng đá ha. Cây rừng đây mình có cây dòng gì ta? À, em đủ thứ hết anh. Mấy cái dòng này dòng chắc nghệ nè. Cái đường thân của nó, thứ nhất là nó vàng như nghệ. Thứ hai cái lõi của nó mà khi mình làm lũa ra, nó vàng không khác gì nghệ hết. Em chú được mấy cái khe này luôn hả? Dạ, em tạo rảnh anh. Ồ, khéo quá. Em là chuyên về những cái mảng này, màu đen. Sau đó em sẽ phối màu lên. À. Dạ. Ồ, có chơi cả tre luôn hả? Dạ, nói chung là phối sinh vườn này, cái gì mà nó hài hòa là em đều lấy về hết. Ồ, dạ. Ồ me có trái luôn mới đọc chứ. Đây là một trong những cây mà em có chia sẻ clip làm cây me ra trái á. Cái cây mà người ta lưu truyền mấy đời luôn các bạn. À, để nuôi là... được cây lớn như vậy, ngó vậy với nó là cái thân giống như thân gỗ nhưng mà nó lâu lớn cực kỳ luôn. Để như vậy mất cũng 6 đến 7 năm. Dúi, à dúi rừng hả? Dạ. Dúi ôm đá luôn nè. Dạ. Nên ôm tự nhiên hay là mình tạo tác? Ôm tự nhiên cái nè. Mấy ngày xưa làm cây mỗi lần làm cực quá, hầm hố mà nó già cỗi. Xe nước mía vào trong đó. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, trên cái tuyến đường đi Bình Thuận thì mình ghé cái cơ sở cây cảnh bonsai tượng đá. Cái này là cũng của một người bạn, một người em trong giới chơi cây cũng nhiều năm về trước rồi. Hai anh em cũng có giao dịch nhẹ nhẹ, vui vẻ giao lưu với nhau thì cũng nhiều năm rồi mà hôm nay có mới có dịp gặp mặt. Hello em. Dạ, các bạn, đây là chủ của vườn bonsai tượng đá ha. Dạ, em chào mọi người. Ở khu vực này mình là ở đâu ta? Dạ, em là ở ngay quốc lộ Trường Chinh, đường đường quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A, đường dạ. Trường Chinh đúng không? Dạ, đường sát thành phố Phan Thiết luôn. À, ngay sát thành phố Phan Thiết luôn. Dạ. Ok em. À. Quá đã. Mình hai vườn luôn mà. Dạ, có một vườn em để chuyên để cây công trình dưới kia nữa. À, có làm cây công trình nữa hả? Dạ, em chuyên cây công trình với sân vườn nhiều. Công trình sân vườn là bảo trì các thứ luôn. Dạ, không? Đúng rồi, bảo trì sân vườn đồ á. Ồ, tiểu cảnh rồi. Này là tự mình thi công hết luôn hả? Dạ, cái này tự mình làm luôn anh. Này đá gì ta? Dạ, đá san hô anh. À, đá san hô. Gọi là đá thấm thủy á. Cái đá này thì ưu điểm của nó là sau này nó mọc rêu đẹp cực kỳ luôn. À. Dạ. Mấy cái màu sắc này là mình thêm vô. Dạ đúng rồi. Em tô điểm thêm cho nó hài hòa so với lại cái cục đá. Ồ. Dạ. Này cũng đá luôn. Mấy này là tự em làm hết luôn. Dạ, nói chung mình tự mình làm anh. Nhìn đẹp ha. Thực ra cái này mọi người chịu khó làm xíu nó cũng rất là dễ, anh dễ làm cực kỳ. Nó không khó đâu. Mà em cũng hay làm clip trên, em cũng có kênh YouTube mà. Dạ, em có kênh YouTube bonsai tượng đá anh. Bonsai tượng đá cũng dạ. Có thấy anh thấy chia sẻ kinh nghiệm các thứ tùm lum dạ, hết. Em cũng hay chia sẻ nó. Vườn mình giờ chuyên dễ gì ta? Nếu mà cây bản bonsai. À, bonsai trước nhiều, giờ em cũng đang chuyển đổi dần dần sang cây sân vườn. Sân vườn hả? Dạ, trước bonsai em nhiều lắm. Anh thấy mà quá trời luôn. Này cây gì ta? Cái mít đó, mít ruột đỏ. Giờ lưng sam cũng hết sạch luôn. Dạ. Ít luôn. Cũng ít lắm. Này cái gì ta? Sam ngọc. Sam ngọc anh. Sam ngọc phải được cái lũa nhiều. Dạ, lũa nó bền lắm anh. Dòng cây rừng. Cây rừng. Em cái thích cây rừng tại vì không có cây nào nó giống cây nào. Đúng rồi. Nó lại cái nét lũa cái gì nọ nó nhìn nó hay lắm. Anh cũng thích cây rừng luôn. Dạ. Nó tuy cuộc sống nó khắc nghiệt nhưng nó vẫn vươn mầm vươn hoa lên nó rất là hay. Hồi xưa sam ngọc này cái thời điểm đó chưa có nhận ra cái nét đẹp của nó. Trời dạ. Cây nó lũa quá trời đẹp. Đúng rồi, hồi đó nó tăng còn rẻ lắm. Rẻ dạ, bây giờ người ta nhận biết ra được thành ra cái giá trị nó cũng tăng lên rồi. Ngày xưa cái cây sam ngọc này là thứ nhất là mình không có biết cách làm tàn, nó cứ giọt ra hoài. Đúng rồi. Mình không có biết bấm lại đầu nó xè trong. Dạ, dạ. Mình cứ thấy nó le que mà lũa rất đẹp. Dạ. Trời, lũa nhiều cây khủng khiếp luôn. Dạ. Nó là như lũa đẹp hơn cả linh sam. Đúng rồi, lũa thép đã lắm anh. Đã lắm. À, lúc đó chưa biết sao kỳ. Sao này nó mắc. Rồi sau này nó mắc lại. Cây này cũng có duyên quá nè. Dạ. Cái đó thì nuôi từ cái phôi lên đó. Phôi lên luôn. Dạ. Này ghép hả? Dạ không, cái riêng luôn anh. Riêng luôn hả? Dạ. Dòng gọi là linh sam hòn tre, lá dạ. Nó dài lắm. Lá dài và dạ. Bông cũng kín đúng không? Đúng rồi, chính xác anh nói sao. Bông lá nó nhiều. Dài nè. Dạ. Linh sam nó cũng rất là nhiều loại ha các bạn ha. Mấy chục dòng anh, khiếp. Mấy chục dòng. Dạ. À, có những dòng trong tự nhiên rồi có những dòng mà anh em đem về trồng rồi cái hạt với nhau vô tình nó lai tạo ra có những cái kiểu giống như là xưa là 86 ha đau điểm ha là toàn là kiểu lai tạo tự nhiên không á. Cây rừng đây mình có cây dòng gì ta? À, em đủ thứ hết anh. Như giờ nó đang thích cây là cây chắc nghệ anh này. Chắc nghệ. Mấy cái dòng này dòng chắc nghệ nè. Ồ, cũng đẹp quá chứ. Dạ.
dòng này trước hầu như là không ai chơi tại vì nó gai dữ lắm. Ừ. Nhưng mình chỉ cần mình bấm gai đi thì nó cũng không có nữa, trừ khi nó mọc cái tược mới thôi. Cái đặc biệt cái dòng chắc nghệ này á, thì cái đường thân của nó thứ nhất là nó vàng như nghệ, thứ hai cái lõi của nó mà khi mình làm lũa ra nó vàng không khác gì nghệ hết. Cái trái của nó khi mà có trái nó không khác gì cái trái vải. Cái đặc tính cái dòng này chơi hay cực kỳ. Nó là một trong những dòng ưu điểm mà nhưng giờ mình mới nhận ra được nó. Lá thì rút lại nhỏ rất là đẹp. Thời kỳ mà cây cảnh mà đỉnh cao mà mua bán cho anh em đồ này nọ chắc cũng phải lâu rồi ha. Dạ, đó, phải 7-8 năm chưa ta? Thời đó hơn. Dạ, hồi thời đó anh Nam Ngô là nổi tiếng mà. hồi xưa chơi cây cảnh vui lắm. Hồi xưa thì Facebook nó chưa có thịnh như bây giờ. Anh em là cây cảnh là sinh hoạt cả nước luôn á, sinh hoạt trên cái diễn đàn cây cảnh Việt Nam ha. Đúng rồi, chính xác anh. Cứ chiều với lúc đầu là chia sẻ thôi chứ chưa có mua bán nhiều. Sau này đầu anh em bên Ninh Thuận, Bình Thuận đâu nè bắt đầu phát hiện ra cái dòng linh sam ha, rồi sam núi đó, đi rừng. Thế đầu anh em mới về hẹn hò, coi như sáng nhắn tin chiều nay 7 giờ lên lô cây mini hoặc là lên cây chung cái gì, là lo anh em kể nước lo ăn cơm tới giờ canh đầu post cái hình lên rồi đánh cái số thứ tự ai mua cây nào bấm số ra giống như là dành mua. Ồ, đó dành dịch nhau mua tức cười lắm. Vui mà vui. Lúc đó nó cũng rẻ em ha. Rẻ ví dụ như cây nhỏ xíu thì có cây bán 35 ngàn, có cây bán 40, mấy cây đẹp đẹp thì 500-700 đồ, mà tới đó à sau này mắc. Mắc mà hết cây đẹp nữa. Vậy đúng rồi, giờ cũng hết cây đẹp rồi. Ờ, như cái chắc nghệ nó có những cái đường lũa anh coi đã không? Chỉ có tự nhiên thôi. Em thì em chuyên phá lũa, em chuyên tạo tác những cái dáng cây phá lũa nhiều. Nhưng mà làm cái gì làm không bao giờ bằng tự nhiên. Đúng rồi. Chỉ có sương gió nó bào mòn rồi này nọ, tác động của phong quá tất cả mọi cái thôi. Chứ còn con người mình làm sao chuốt được vậy. Khó lắm mình. Cái gu chơi bonsai của mình ngày xưa cũng giống tượng đá là chơi cây rừng. Tại vì mỗi cây nó sẽ ra một nét. Đúng rồi. Các bạn thấy không có cái ấn tượng nhất trên một cái cây bonsai là mình thích chơi cái lũa. Đúng rồi. Deadwood. Đó là nó rất là tự nhiên các bạn thấy không? Hôm bữa mình đi ra ngoài hướng kia mình lựa mấy cây lũa về để làm cho gu nó leo trèo á, anh em mong thủy sinh rồi á thì cũng đẹp. Chứ còn thì nó có một cái nữa là giống như cây ở dưới anh em miền Tây chơi thì cây thịt. Mai chiếu thủy đồ này nọ. Gì nguyệt quế đâu. Còn gu mình thì mình thích chơi mấy cây rừng có lũa. Nó lạ, nó tự nhiên anh. Tự nhiên. Cái này mấy trăm năm mới làm ra được khúc vậy dạ, chứ nó lâu lắm anh. Để này, rừng quá quế nè. Cây thì nó lâu năm. Này quế mình quế rừng hay là quế quế miền Tây anh? Quế miền Tây hả? Dạ, cái đó nuôi trồng, hàng nuôi trồng. Trắng kẽm luôn nè. Dạ, em cũng chưa có thời gian làm. Ngán luôn. Nhiều khi nó nhiều quá rồi. Nhiều quá là không nổi. Làm không nổi. Giờ em đang siết lại. Làm cái nào đáng cái đó luôn. Đây các bạn, đây là dành cho những bạn chưa biết ha, tại vì trên kênh của mình thì chưa có quay bonsai cho nên là anh em sẽ thấy đây là những cái dấu kẽm quấn, thì cái này là kẽm để định hình. Đây ví dụ như anh em nhìn bên đây là người ta muốn định hình như thế nào, người ta sẽ quấn kẽm và bẻ theo cái hướng của mình mà mình muốn ha. Đây là những cái con kẽm đó, thì khi mà kẽm mà nó quấn nè, nó quấn vô thịt vậy nè, tức là cái cây nó đã nở lớn ra quấn sát vô thì chúng ta phải gỡ kẽm ra. Chứ chúng ta không gỡ á, là nó sẽ ăn sâu vô là nó hư cái cành luôn. Nhiều khi mà nhiều việc quá không kịp gỡ á, là nó cắn vô cái thịt luôn. Rồi gỡ ra nó tét, nó gãy. Đó. Trời cây nó cũng đam mê, khi mà hiểu về nó trời nó khó lắm anh ơi. Dạ. Trời xưa anh mê, anh ghen luôn. Các bạn biết ngày xưa mình á, ngày xưa lúc đó mình thú là cây là chính, thú là phụ thôi. Thì cây mình lúc đó ở nhà có khi gần chồm chèm cả ngàn cây, mà toàn là đa số coi như là 95% là những cái cây rừng, sam núi nè, đó linh sam nè, hải châu nè, rồi săn đá nè, rồi chắc cũng có đó, rất là nhiều luôn. Rồi mình dỗ giấc ngủ bằng cách nào bạn biết không? Ví dụ như trước khi đi ngủ á là ra nhìn cái cây đó, hôm nào mà săn được cái phôi đẹp, nhìn cái săn đó xong rồi lên nằm nhắm mắt lại hình dung là bước một sẽ làm sao ấy là đi vô giấc ngủ luôn, ngủ ngon. Phải những cái cây lũa gì cũng đã này quá dữ luôn. Cái này là cái gì quên này, cây dương anh. dương sậy ấy. Dương cái này thì em làm, bạn thấy bộ lũa đẹp không? Nó trước là một cái cây thịt nó tròn trịa. Nói chung là em cố gắng làm để tạo tác ra lại.
Em chuốt được mấy cái khe này luôn á hả? Dạ, em tạo rãnh anh. Ồ, khéo quá. Em là chuyên về những cái mảng này. À, chuyên về tạo lũa đồ. Tạo lũa hả? Dạ. Ồ. Cái này khó lắm nha các bạn. Ví dụ như cái này nè, các bạn nhìn qua bên kia cái là cái lũa này là do tự nhiên. Đó, đó là lũa tự nhiên. Cái này là cây rừng đồ hàng trăm năm ở đầu nó đó, cái lũa trong đó lũa thép. Đúng rồi, lũa thép. Cái thịt bên ngoài á là nó bị giống như nó một mối mọt đồ này nọ thì nó lòi ra cái đó là mối mọt nó chê á. Đó, nó ăn không nổi nữa đó. Ăn không nổi nữa nó chê rồi mới lòi ra khúc đó. Còn cái này á là do tượng đá làm ha, bàn tay con người. Dạ. Mô phỏng thôi. Dạ, nói chung là nói chung là người thầy thiên nhiên thì mình chỉ mô phỏng thôi chứ mình không thể làm theo được. Giống như tự nhiên được. Còn cái màu nâu này á, cái màu nâu này là cái màu của gì BU ha. Dạ. Cũng dạng như BU để sơn giữ cho nó khỏi bị mối mọt đó. Ừ. Dạ. Đó còn cái kia nó thép luôn rồi, cái đó dạ. Chơi riêng tự nhiên luôn. Dạ. Như cái này thì lũa nó đã chuyển thành thép rồi, nói chung là cho dù cỡ nào thì nó cũng không có bị hủy phân hủy đó, nó không bị hư hại. Cây rất là nhiều. Đây còn một số cây em chia sẻ mọi người xem. Đây cái này là em đang thi công dở dang đấy hả? À em cũng đang làm để chuẩn bị giao cho khách á. Ồ. Oh. À, trước khi làm cũng bắt đầu san hô thì tất nhiên nó sẽ màu trắng, bắt đầu em sẽ sơn hết toàn bộ cái màu đen. Sau đó em sẽ phối màu lên. À. Dạ. Cái này em cũng tạo hình bằng từng cục nhỏ này đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác anh. Tạo hình nó từng ly từng tí vậy đó. Ừ. Dạ. Được cái đá này nó mềm mình dễ thi công á. À dễ dễ xử lý. Dạ. À, như cái cây kim tiền nè. Cái này thì em làm được 7 năm nè. Đẹp quá. Ở đó cũng có cây kim tiền đẹp lắm nha. Bán được 12 củ bán ra Hà Nội. Yeah. Kim tiền hay còn gọi là cây đồng tiền, cây vảy ốc, cây sam châu. Cái lũa khi nó đã chuyển sang màu đen này. À, mọi người thấy không? Nói chung khi mà ai mê bonsai mình nói thì nó kia lắm. Nói chung là thấy những cái đường nét tự nhiên của cái sớ lũa trên rừng đó, mọi người thấy nhìn nó đã nó kích thích ghê. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Sướng. Nhưng mà như cái lũa của cái kim tiền này nó không được cứng. Đúng là nếu mà chuyển sang màu đen thì là nó lại cứng, nhưng mà nếu mà giả sử lũa trắng thì nó lại mềm. À. Dạ. Nhưng mà lũa cây này cũng ác nạn nè. Đúng rồi. Đó anh có một cây tông cao lũa ôm hết. Này Hải Châu nè. Dạ Hải Châu. Ừ, Hải Châu cũng là một dòng anh mê. Trái nhưng mà về trong mình nuôi không có trái được. Dạ. Nó ngay cái mùa mà nó đổ bông á là mưa rất là nhiều. Nó mưa là hư rồi. Hư luôn. Dạ, mưa là hư bông. Có một năm anh cũng cố anh đem vô nhà rồi có cái anh diễn bày quên tên rồi để cái quạt nhẹ nhẹ cho nó thổi bay cái bụi phấn á nó mới đậu trái được, nhưng mà cũng không thành công. Hải Châu còn gọi là viên ngọc biển tại nó ra trái đẹp quá. Ừ. Quá đẹp luôn, mấy màu luôn ha. Dạ, nó ra ba màu, xanh, màu đỏ, màu vàng. Cái cây Hải Châu này các bạn nghe tên Hải Châu là anh biết cái gì, là hạt châu của biển. Ha, thì nó ra cái trái nó nhỏ cỡ này nè và mới khi mà nó mới ra đầu tiên nó sẽ có bông ha, nó có bông xong nó sẽ ra trái, cái trái đầu tiên nó màu xanh lá cây, đầu nó chín từ từ nó sẽ vàng rồi nó cam mà nó đỏ. Tuy nhiên á, khi mà nó ra ở ngay cái vùng đất này của nó nè, là ví dụ như mùa này nó đầu nó chỗ không phải mùa này ha, nhưng mà khi nó chỗ bông rồi lúc đó trời cũng không có mưa nhiều, đầu nó thụ phấn rồi nó tạo trái, nó tự trái kín nguyên cái cây luôn, và cái trái nó nở không có đều. Cái trái mới thì nó màu xanh, cái nào chín hơn màu vàng, chín hơn nữa màu cam, chín hơn nữa màu đỏ, chín hơn nữa đỏ sậm luôn, là cái cây này nó đủ màu hết, nó rất là đẹp luôn. Thì cái nếu mà nói về hồi xưa chơi bonsai có hai cái cây mà mình thích nhất, đó là nếu mà trái thì mình thích cây Hải Châu, còn nếu mà bông á thì mình thích Linh Sam. Tại vì Linh Sam nó cũng full kín cây luôn. Đúng rồi, Linh Sam chơi đã lắm anh. Linh Sam anh chỉ hơi buồn cái là bông nó nở tàn nhanh quá. Đúng rồi. Nó với kính cây chứ chơi được có chút xíu à. Đây các bạn, đây là cái gì? Thiên tuế. Dạ thiên tuế. Em thích những cái gì á. Anh bữa anh cũng đi sưu tầm ngoài này được. Dạ. Một cây. Dạ. Sáu đầu. Dạ. Rồi nó có cái ổ trứng luôn. Dạ dạ. Hôm nay nó bắt đầu nó lên tược non rồi. Dạ. Cái dòng này chơi nó hay. Ừ, anh cũng cái này rồi. Phối sinh vườn thì đẹp lắm. Đúng rồi. Dạ. Cây thì cũng nhiều lắm. Ồ, có chơi cả tre luôn hả? Dạ, nói chung là phối sinh vườn này cái gì mà nó hài hòa là em đều lấy về hết. Ồ. Dạ. Đây là Linh Sam hả các bạn ha? Dạ, Linh Sam anh trai. Đây nè, ví dụ như các bạn nhìn Linh Sam á, ở đây á, rất là nhiều cây Linh Sam, nhưng mà
nó rất là nhiều dòng lá, thì mỗi dòng lá là nó sẽ đại diện cho một vùng ha. Ví dụ như hồi xưa anh em mà buôn bán linh sam á, thì có linh sam gì quên là sông Hinh, sông Hinh, rồi linh sam đảo, rồi gì gì Ninh Thuận, nhiều lắm, nhiều rất là nhiều luôn. Rồi sau này về vườn thì nó có những cái giống mới, ví dụ như là 86 đao điểm đủ hết á. Rồi có màu linh sam màu trắng nữa các bạn. Cây me nè anh ơi. Ồ, me có trái luôn mới đọc chứ. Đây là một trong những cây mà em có chia sẻ clip làm cây me ra trái á. Ồ, em chia sẻ nhiều cũng, nhưng mà cái điều là cũng hơi phiền nhiều họ, tại họ gọi nhiều quá. mình tóm tắt trong vòng 3 phút để làm cây me ra trái được không? 1 phút thôi cũng được. À, được anh, được được, thì ngày mà thì muốn cây me nó ra trái thì tức đầu tiên là cây me nó phải già. Cây me nó già và mọi người xiết nước, và thứ nhất nó sẽ, mọi người sẽ cho nó ăn lên nhiều, lên với kali á, là hai thành phần đó nó sẽ làm cho cây nó già cỗi đi. Nó làm sẽ bắt đầu làm cho cây nó giống như là nó lão hóa, bắt đầu nó khi mà nó cảm giác như là nó già rồi á, nó sẽ nó bung mầm để nó vươn ra cái sự sống, nó sinh nở nảy nở á. Nó tạo một cái thế hệ mới cho nó á. Bắt đầu lúc đó mình xiết nước, mình bỏ phân được tầm có phải 5 tháng đi á, trở đi á, thì mình mới làm được. Cây me nó phải già, nó làm cho cây me nó nhìn nó xấu lắm, nhìn nó khắc khổ, coi như nó khắc khổ, nó tức, bắt đầu nó tức đó, là làm cho cây me, một số cây me già mà nó không ra trái, nó tức, nó sẽ ra bông, ra trái. Bắt đầu là mình xiết nước có nghĩa là mình sẽ cắt nước từ từ để cho cây me nó rụng lá đi, là để làm cho giống như cái hội chứng là tức á, giống như tức phản vệ á, khi mình tưới nước trở lại kèm một ít phân NPK là cây mai nó sẽ ra bông, kèm theo đó rồi bắt đầu từ nó sẽ đậu trái thôi, ra bông là đậu trái rồi. Quan trọng là ra bông á. Đó, những cái me, đặc biệt cây me này có lũa luôn nha các bạn. Các bạn thấy cái điều đặc biệt của cái cây me là gì rồi phải không? Đó là cái da, nứt nẻ. Trời, cái da đẹp. Này là anh em mà chơi bonsai mà theo thích cái phong cách Nhật á, mê cái dòng mà thông đen á, là cũng vì cái da. Đúng rồi. Cái da thông đen các bạn nhìn nó rất là già ha. Nó cái da này nó thể hiện cái độ tuổi già của cái cây. Đó, thì nhìn vô nó rất là cổ lão. Nó vừa đẹp mà cổ lão nữa, thì cái rất là giá trị. Đó, thì cái giá trị của cây me, hình như cây me này là bên Indo mê lắm nè. Dạ đúng rồi. Indo là mê dòng me lắm á. Rất là nhiều dòng me đẹp. Rất nhiều cây đẹp. Đó, thì cái mà người ta thích chính là cái da, các bạn thấy không? Cục rất là già. Nói chung là cây dâu, cẩm thị, cái cành thăng hoặc là khế quá trời trái này là cẩm thị nha các bạn. Cẩm thị anh cũng mê lắm, nhưng mà cái gỗ nó không tốt. Dạ. Nhìn nó đen cùi cùi vậy chứ gỗ nó không bền. Nó đen thui lùi. Cẩm thị. Thì đó có gì nữa ta, thị lọ nồi nữa. Dạ. Thì lọ nồi có trái. Dạ. Cây này cái gì em? Cây sen sản anh. Sen sản. Dạ. Cũng có lũa. Điều đặc biệt của những cái dòng cây mà trên rừng á, là sẽ đại đa số là có lũa ha các bạn ha. Dạ đúng rồi. Đây là cây cây khế. Đây là bông khế đây. Hoa. Này chắc nở kín luôn á. Dạ, cái này từ đây đến Tết là trái dày đặc luôn anh. Dạ, cái này gần gọi là cây khế Nhật. Khế Nhật hả? Dạ, nó khác với khế thường là do cái lá này lúc nào nó cũng bóng. Nó nhìn nó bóng lắm, nó không tối đó, như thường thường như khế mình đó, lá nó sẽ khép tối nó ngủ. Khép còn lại. Còn dòng khế này lúc nào nó cũng tươi tắn, nó mang có màu sắc rất là tươi tắn. Mà trái thì đặc biệt là rất là nhiều. Trái dày đặc. Ngọt không? Chua lòm. Có ai ăn khế chở vàng chưa? Em chờ mấy anh quà để bắt mà chưa thấy. Đang khổ gần chết. Rình miết chưa thấy anh quà nào. Rình quà chưa thấy quà nào hết. Đây là cây dâu ha các bạn ha. Dạ, dâu siêu trái. Anh nhìn xấu vậy chứ Tết em làm một cái trái từ trên xuống dưới luôn. Quá đẹp luôn. Dạ. Đây nè. Đó, trái dâu lắm. Đó, Tết nó phải hàng triệu trái vậy á. Đỏ rực luôn, đẹp. Cũng tùm lum tà la, em giờ chuyển sang sân vườn nhiều. Cây dương anh nè. Ôi, cây dương đỉnh à. Cây dương anh nghĩ đây là một cây khai thác tự nhiên mà nó vót ngọn gì à. Nó bể nó hình chữ A vậy. Trời ơi, đã anh, và không đã. Có sẹo nữa. Không có sẹo luôn. Dạ, đó, anh nghĩ là cái sẹo nó còn cái xí xí còn đầu đũa nữa không. Đó, một cây trong những cây mà em thích cực kỳ. Nếu để một cây lớn như vậy, để mà cắt được rồi bắt đầu chuyển nhịp như vậy á, mất bao nhiêu lâu, cả trăm năm đó, mình nó nhiên. Không kéo sẹo nổi luôn đó. Chứ tự nhiên người ta đã như vậy rồi, quá đã. Còn nó hai mặt như nhau. Hai mặt như nhau luôn.
quá đẹp. Anh giờ đang chuyển hướng là nuôi cắt giật thôi. Ờ, anh cũng vậy, nuôi cắt giật à. Chứ giờ không uống kẽm nữa, làm biếng uống kẽm quá. Làm biếng uống lắm. Uống rồi xong rồi. Trời, chơi cây bonsai này á, có nhiều người á, nếu mà người ta biết thì không có gì nói. Người ta sẽ wow, hay quá, siêng quá, công phu quá, đó là người ta biết. Còn người ta không biết, nói như bị khùng. 11, 12 giờ đêm ra ngồi vòng vòng đi. Quấn kẽm, đầu tiên là quấn kẽm. Về nuôi nha bạn, nuôi cây nha. Đầu tiên về nuôi, chờ cho nó sống. Thả cho sổng vậy nè, ấm tầm hết, đầu ra cắt, cắt chùi lỗi luôn đó. Xong rồi lại nuôi lên nữa, xong lại cắt. Còn uống kẽm đây nè, ô vô vô kẽm, mốt tháo kẽm ra, xong rồi lại vô kẽm. Y như bị khùng. Nó lặp đi lặp lại một quá trình dài. Quá trình dài. Để làm một cái cây bonsai không hề đơn giản. Một cây bonsai mà gọi là anh em nuôi cho tới chỉ thì 20 năm cũng chẳng là gì. Đúng ha. Đúng anh, chính xác. Nuôi mà cho nó tới nơi tới chốn, cây đồ nó hài hòa với tàn đồ này nọ, 20 năm không là ý nghĩa gì. Bên Nhật có những gia đình mà ta có những cái cây mà người ta lưu truyền mấy đời luôn các bạn. Rồi. Nhiều đời luôn chứ không phải là hai đời không nha. Tính thế hệ này qua thế hệ khác. Thế này này giống như là cái gì ta, di sản luôn à. Dạ, đúng rồi. Khi cái cây của người ta chết thì người ta thờ thắp nhang giống như một thành viên của gia đình. Ừ. Người ta rất là hay cái đó. Hay. Dạ. Có cây bonsai gì mà giờ đang trưng bên cái vườn của Mỹ mà sống qua được cái Thế chiến thứ hai. Đúng rồi, đúng rồi. Đợt Himalayan gì đó. Ừ. Hiểu tiếng Nhật không? Cây này bán nhiêu em? Lỡ có ai coi clip mà hỏi hỏi chia rồi có chia không? À, cái này thì em đang thích quá để chơi chơi đó. Em nãy vô tượng đá nói là em đang làm biếng quá, muốn chuyển qua hết cây công trình, nhưng mà hỏi cây này nhiêu nó em đang thích. Hỏi đúng cái cây em thích. dân làm bonsai nó có cái vậy các bạn, có nghĩa là tất nhiên là làm là để kinh doanh mua bán. Đúng rồi. Thì cũng rất là muốn bán hàng, nhưng mà rất tiếc là khách hàng đôi khi người ta cũng có cái gu giống mình. Dạ. Người ta chọn cái cây mình thích không à, mà chọn cái cây mình thích thì lại không muốn bán, tại vì bản thân mình xuất phát điểm là cái người mê. Đúng rồi, mê. Mà giờ bán đi rồi cũng buồn. Đúng rồi, mê, kiếm không được anh. Kiếm không được. Dạ. Này dâu luôn hả ta? Dâu đang ra trái đó anh. Hồi bữa là trái cây đó dày đặc luôn đó. Nè, dâu trái nhỏ nhỏ nè. Dạ, nó đang phân hóa để to lên anh. Cái đó mình nó rực rỡ một cái, em mang đi trưng bày nhiều lần rồi, ai cũng thích cái đó. Ừ. Trái một lần nó đỏ rực luôn. Ủa mà cái này, cái dòng này là lá nhỏ hả? Đúng rồi, dòng này dòng lá nhỏ nhất trong các dòng dâu nè. Hay quá ta. Dạ. Nó sẽ làm lá ba khía vậy anh nè. Ừ. Lá nhỏ đẹp quá. Dạ. Trời ơi, để được tạo tác được một cái cây dâu này mất 16-17 năm đó. Ừ. Dạ. Em nuôi từ đầu luôn không? Dạ không, em mua á. Ừ. Em mua cách đây 3 năm. Cũng ông chú ông trong Đồng Nai. Ông nuôi cây này lâu lắm rồi. Đi chơi bonsai mà săn được cái cây mà như ý mình á là sướng lắm các bạn. Dạ. Cái cây hồng hồng đỏ đỏ đằng kia là cái gì? À, cây hồng phụng anh. Hồng gì? Cây hồng phụng á. Hồng phụng hả? Dạ. Cái đó cây chuyên phối sinh vườn hồ cá coi đồ đó. Ồ. Cái lá nó đẹp cực kỳ. Ồ, đẹp quá ha. Lá dạ. Hai màu luôn các bạn. Dạ. Mà cái này là bông của nó luôn. À, bông của nó đó anh. Ngộ ha. À, đôi lúc cái mảng màu xanh của cái sân vườn nó xanh quá, người ta sẽ phối một số cái tông màu đỏ lên để cho nó nhìn nó nổi bật. Ừ. Nó tạo cái điểm nhấn cho cái khu vườn đó. Cây này là ví dụ như cây này nhiêu cây em? À, như cây này thì giá 5 triệu một cây anh. 5 triệu? Dạ. Dạ, để cây này nuôi là... được cái cây lớn như vậy, ngó vậy với nó là cái thân giống như thân gỗ nhưng mà nó lâu lớn cực kỳ luôn. Ừ. Để như vậy mất cũng 6 đến 7 năm. Nhìn da là biết da mỏng rồi. Dạ. Kho lâu lớn rồi. Lâu lớn cực kỳ. Da mỏng. Dạ. Cây này là cũng gốc ở đây luôn. Dạ, nó cũng xuất xứ từ ở dưới miền Tây anh. À, xuất xứ. Dạ. Miền Tây. Hồi xưa nó là bên Thái Lan. À. Xong bên Thái Lan người ta mang cái giống về rồi người ta lai tạo ra. Cái hoa nó mềm á. Dạ. Cái mùa với lại cái đang nắng á, nó cũng thiếu nước á, nó hoa nó cũng chưa được tươi lắm. Ừ. Trong này cây gì đó? Ở đây sát cái quốc lộ 1A thì nó hơi ồn. Ồn không, nhưng kì. Mà hy vọng là gần đường dễ mua bán. Dạ thì em mới chuyển sang đây cho dễ mua bán. À, vườn này cũng mới chuyển lên đây. Dạ thôi, em hả? Mới chuyển có hơn được tháng à. À. Trước thì em ở trong cái đường Lê Duẩn kia. Ồ. Mọi người nếu mà đam mê mà yêu thích cây cảnh á
mà muốn tìm hiểu mấy cái dòng cây rừng nó lạ lạ thì có thể liên hệ với lại Bonsai Tượng Đá hàng lát. Mình sẽ để số điện thoại với lại Facebook đồ này nọ để các bạn muốn thì có thể trao đổi. Dạ. Nhưng mà cái này nói vui thôi, mạng xã hội nó cũng có hai cái. Nhiều khi anh em sau khi đó Tượng Đá cũng có chia sẻ là hướng dẫn mọi người cách làm này cách làm kia. Thì có nhiều người hưng phấn quá rồi nhiều khi quên giờ giấc luôn, một giờ khuya cũng alo anh ơi làm cây này sao anh ơi anh ngủ chưa, chưa giờ chưa ngủ chứ để làm gì nữa mà chưa ngủ, anh chia sẻ giùm em cái này. Thiệt sự là không phải là không phải nó lặp đi lặp lại quá nhiều đi, thành ra mình thấy nó phiền. Thực ra là cũng muốn chia sẻ cùng mọi người lắm nhưng mà cái điều cũng nên coi lại giờ giấc chứ. Bây giờ đó em đang ngủ mà, một giờ hai giờ khuya đang ngủ mà alo kêu chia sẻ đó cũng vậy. Thôi cái củ này củ gì ta, cục này cây cây dúi anh. Dúi à, dúi rừng hả? Dạ, dúi ôm đá luôn nè. Dạ, nên ôm tự nhiên hay là mình tạo tác? Ôm tự nhiên cái nè. Ồ dạ. À, đối với cây rừng có những cái cây nó rất là quái các bạn. Linh sam hai màu anh này. À, cây, một cây nhưng mà nó ra hai màu. Nhưng mà tự nhiên hay sao? Tự nhiên anh. Ồ, hay người ta. Đây 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 này, đó đó. Đây các bạn. Một cây linh sam nhưng mà ra hai màu bông ha. Một bông trắng và một bông tím. À, thì nó lai tạo nhau anh. À, bắt đầu nó theo cái gen đó luôn, nó sẽ một cây hai màu. Ủa cái lá này lá hạt gạo hả? Dạ lá rí anh. Lá rí, dạ, rí hạt gạo đó. Dạ, dạ, lá rí siêu bông. Siêu bông. Dạ. Em đang cũng nuôi thả ra cắt giật thôi. Dạ. Như mấy cây này là mình nuôi đúng không? Chứ đâu phải là khai thác đúng không? Dạ, cái này mình nuôi á. À, dạ. Nuôi mà rễ chà bá. Cũng hồi xưa nó cũng giống như một cái nhánh thôi, đột biến ra mình lai, mình cắt ra mình chiết ra rồi mình nuôi từ lên vậy. Đúng ra linh sam nảy mau lớn ha. Dạ đúng. Chỉ đúng có đúng là tạo được những cái lũa là khó thôi. Lũa thì không thể nào kia được. Ồ bên này có một cái cây rất là ngoằn ngoèo luôn. À cây okay, đó cũng hay lắm anh, để chia sẻ luôn. Cây này có cái tên gọi là cây rạng đông. Rạng đông hả? Dạ. Ồ. Cái lá hoa của nó đẹp cực kỳ. Cái hoa của nó hình tam giác mà hoa nó đỏ rực luôn. Ồ. Dạ. Nó là dạng thanh dây anh. Thường thường hồi xưa mấy anh hay chơi chim á, anh hay lấy cái này về để làm cái cầu để cho chim nó đậu leo á. Cái này giống mấy cái dây mây rừng mà cái này cũng to ra. Đúng 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 rồi, mấy cái dây á, cái này leo trong rừng á. Nói chung trong bonsai cái gì mà hay là đều làm được hết á. Quá hay luôn. Dạ. Nhưng mà cái này nó dạng dây leo á ta. Dạng dây leo. Vậy làm sao mình để coi em có nghĩ cái phương án nào để mình khoe cái đường thân này không? Dạ có chứ. Nhưng mà giờ quan trọng để cho nó sống khỏe đó. Để nó... Trời ơi anh em đua xe ghê quá. Anh em đua xe ớn ăn thì anh em ở đây kinh hồn lắm. nhưng mà cái này em tính làm kiểu nào? Dạ em đang tính sau này em ghép mồi lên đây nè, tại vì cái chỗ này nó đẹp hơn. À em sẽ tính ghép áp lên đây để cho nó bắt đầu từ lại bên này. Bắt đầu từ này đúng không? Dạ, bỏ dạ. Mấy cái này hết đúng, đúng rồi, không? Để khoe cái đường thân ra. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, chứ để mấy này che đường thân ngủ quá. Lùm thùm. Mà cái dây này nó cứng nha các bạn, nhưng mà nó không phải định hình đâu. À, Tượng Đá là phải chống cái cây này ở đây chứ không là nó sệ xuống đây. Này nuôi lâu không biết chừng nào mới cứng nổi, chứ không cứng nổi đâu. Mình đam mê mua vậy chứ không biết khi nào làm xong cái cây nữa. Đó, này là gì? Cây chắc nghệ. À, chắc nghệ, chắc nghệ. Chắc nghệ, chắc nghệ. Em khóa những cây lũa vậy, nửa sống nửa chết vậy. Ừ. Để được một cây sống là phải mất 5 cây chết rồi. Ừ. Tại vì cái lũa nó khó. Nó đi theo cái mạch nè. Dạ đó. Mà lũa thằng chắc nghệ này nó bền khủng khiếp luôn. Ừ. Để nói là chắc thì nó về gỗ nó là bền cực kỳ. Đó anh coi cái màu da nó này. Nó đúng vàng, rồi, nó vàng như nghệ vậy đó. Nó gọi là chắc nghệ. Cái dòng này em đang thích lắm này. Làm ra cây cũng hay cực kỳ. Ừ. Đẹp. Ừ. Nhưng mà mấy dòng này một khi mà biết ý nó rồi á là dễ hơn. Cứ dạ. Bấm là bung, bấm dạ, là bung. Đúng rồi. Không bấm là đi hoài luôn. Là anh coi gai. Em cắt nhiều khi em lỡ em thả xuống cái em đi dậm nó cái em khùng. Trời ơi xưa anh bị hoài luôn á. Có nghĩa là làm mấy cái cây, à có một cái đặc điểm là những cái cây rừng á thường thường nó sẽ có gai ha các bạn ha. Gai. Linh sam cũng có gai, hải châu cũng có gai. À, mấy cây chắc cây gì cũng vẻ có đẹp, gai hết. Vẻ đẹp thường thường có gai á. À, vẻ đẹp thì thường thường có gai. Thì hồi đó anh làm mấy cái cây linh sam mà anh cắt xong dục nước cắt dục dưới. Tới lúc mình đi bộ á đi tự mình hại mình luôn. Đạp luôn. Cái cây các bạn thấy không?
Ví dụ như một cái cây thạch bình thường đó thì nó ví dụ như nó chết nguyên cây luôn. Còn cái cây, những cái cây rừng đó là sức sống nó rất là mãnh liệt và nó đã quen với cái sự gọi là bào mòn của tự nhiên á. Bào mòn của tự nhiên rồi sống trong tình trạng thiếu thốn, cho nên là cái sức của nó rất là mạnh, sức sống của nó đó. Ví dụ như chỗ này mà không thuận cho sống thì nó sẽ chết luôn. Nó sống hai bên này. Em thích nó với lại giống như cái ý nghĩa là giả sử một người tàn tật á, cho dù như thế nào đó họ vẫn không từ bỏ cuộc sống đó, họ vẫn cố gắng gắng, họ vươn mầm lên, họ tạo tác cho đời những cái tác phẩm rất là đẹp này đó. Tàn nhưng mà không phế. Tàn mà không phế đó, đó là rất là hay, đúng đó rồi. Là ý nghĩa của cuộc sống đúng là rồi. Ý nghĩa đó là vậy á. Thì cái phong cách mà gọi là lũa đó là một cái phong cách mà nó làm say mê đại đa số dân chơi bonsai trên thế giới luôn. Đúng rồi. Nhìn nó đam mê, nhìn nó cái gì đó, nó nghệ thuật, nhìn nó đã lắm, nhìn nó xế. Cây thịt thì làm sao bằng được. Dạ đúng rồi. Cây mà khi mình nhân giống được, mình lai tạo nó được thì đối với cái đó em lại không thích lắm. Đúng rồi, giống như linh sam mình á, khúc sau này là về anh em miền Tây nuôi mau lớn. Lớn phà phà luôn á. Ồ, mấy cây kia là cái cụm rừng có sẵn hay là em về em tháp vô, em ghép vô? Cái nào anh? À, cái đó em ghép vui. Đào tiên. Đào tiên. Này đào tiên nè. Nguyệt quế, linh sam. Khế gân nè. Khế gân. Này, cái này cũng hay lắm nè. Cái này nó có đường co gập nè, nó giống như kiểu chào khách vậy đó. Nếu những cái này mà để lên, để trước nhà để chào khách là cũng rất là hay, cũng giống như văn hóa người Nhật luôn, chào cúi chào mọi người khác vậy đó. Đây các bạn. Nó luôn nhún nhường người khác. Nói gì lúa cao thì cúi đầu đúng không? Đó là nè, cúi đầu xuống. Khế nó có rất là nhiều loại khế ha, ví dụ mình chơi trong bonsai thì chia sẻ một chút cho những anh em mà chưa biết bộ môn này, anh em chơi là cũng bị dính đó nha. chơi bonsai là cũng bị dính, nhưng mà sẽ có rất là nhiều bài học ở trong cái bộ môn này, mà những cái bài học đó là tự mình sẽ thay đổi bản thân mình á. Có nghĩa là khi mình mắc một cái sai lầm thì mình sẽ sau này là mình sẽ tự khắc phục và không có phạm lại đó. Thì chơi bonsai anh em chơi là anh em ghiền á, mà nên chơi tại vì nó rất là tốt, hay anh chơi hay. Tại vì trong bonsai ví dụ như nói về giống khế thôi, khế thì nó cũng có 5-7 loại khế, là khế lá lớn, khế lá nhỏ, rồi khế trơn, rồi khế nu, khế gân, rồi khến. Nó phân ra là khến nè, khến là gân. Hình như cái này là dạng khến nè, còn này mới là gân nè. Đó, cây như vậy em biết ông nuôi gần 20 năm. Đâu phải một đơn giản, hầu như gần nửa đời người. Để tạo ra một cái cây như vậy, thật sự cái giá trị về cái tinh thần nó quá lớn đi. Đúng rồi. Nếu mà giờ nó thật sự cái giá nào mà để mà trả được tiền thì nó thật sự là... Đôi lúc người ta kẹt tiền thì người ta sẽ bán thôi. Đúng Nhưng rồi. Mà cái điều là không thể nào mà trả được hết cái công sức người ta chăm được những cái thời gian đó được. Hồi nãy trước đó hai anh em vô cũng ngồi tâm sự chút xíu, tại cũng nhiều năm không gặp nhau đó, tâm sự chút xíu về cây cảnh đó bạn. Thì mình cũng lúc trước mình cũng có buôn bán cây cảnh, thì mình sau một thời gian mình thấy nó gọi là giống như là Tượng Đái vừa chia sẻ, chăm thì rất là cực, chăm như đứa con vậy đó. Chăm như đứa con, tưới tắm mỗi ngày không đi đâu được hết, nhưng mà đến khi mà mình làm xong mình bán á thì lại không bán được giá tốt, không bán được cái giá mà như mình muốn. Đúng. Anh em trả giá thấp quá, nó chẳng có bỏ công của cái người làm ra thì người ta cảm thấy nó rất là mãn. Cho nên là lúc đó mình bỏ cây mình cũng buồn lắm, nhưng mình phải quyết định chọn một trong hai thôi. Không, tại vì cái thu nhập nó không có được như ý công sức mình bỏ ra. Đó, như cây em thì nó luôn mang một cái nét gì nó đặc độc đáo lắm. Anh coi này, cái cây như là cây này gọi là cây dúi. Dúi. Nó có đủ bốn chân với lại cái đuôi này giống như một con khủng long cao cổ vậy đó. Ồ, bữa anh mới đi quay về nó luôn. Sarus luôn. Đó, nó đủ bốn chân luôn, đầy đủ bốn chân. Còn đây là cái cổ dài của nó này, cái đuôi nó nè. Hay lắm anh em, nói chung là thích những cái gì mà nó không đụng hàng, nó nhìn nó. Phải vậy chứ còn mà một mẫu thì nó chán. Chơi cây á nó có nhiều kiểu, ví dụ như bạn có thể chơi hoa, chơi trái, chơi phơm, chơi dáng, hoặc là chơi hình. Thấy không? Ví dụ như cái này mình chơi tượng hình, hình là một con khủng long nè, có thể nhìn rõ bốn chân, 1, 2. Bên này là 3, 4. Đúng không? Và có cái đuôi. Nó có cái đuôi nữa, đuôi là dài nữa. À, đuôi nè. Đúng không? Rồi cái này có cái cổ, có cái đầu. Đó, đầy đủ hết luôn. Nó cân đối cực kỳ. Cân đối luôn. Mà cái này là tự nhiên. Đó, cho nên mới có cái giá trị sưu tầm. Có chơi bao nhiêu năm nữa giá trị nó càng ngày càng tăng.
này bonsai cầu kiệu. Nhiều cái hay lắm anh. Đây anh có phía trước có cây hay lắm anh, em chỉ anh xem nè. Hôm nay đi ngắm cây y như quay trở lại mấy năm về trước luôn. Đây này. Ồ. Đẹp quá. Anh thấy không? Giống như một cái em nói thiệt không cái từ nào diễn tả được cái nét cổ kính của nó. Đúng rồi. Trời ơi, một cái, mất bao nhiêu lâu để nó hình thành được một cái cây vậy anh. Khó cực kỳ không, khó. Không tính được luôn á. Dạ. Đó đây là cây dúi. Ở anh em tụi em gọi là cây Hoàng Anh Mộc. Hoàng Anh Mộc. Dạ. Tên nghe đẹp liền. Dạ, tên đẹp liền. Cái bonsai vậy khi mà anh nói cái tên nghe nó quê mùa quá, người ta lại không thích. Đúng người ta rồi. Muốn mua được cái giá tiền đó thì người ta cũng muốn cái tên sao cho nó xứng đáng với lại cái giá tiền đó. Chính xác, chính xác. Dạ. Thì cái cây mỗi cây hầu như đa số là nó nhiều tên. Dạ. Ở nhiều mỗi địa phương nó kêu mỗi tên. Dạ. Chọn cái tên nào cho nó đẹp đẹp. Hoa hậu ai cũng nghe cái tên đã đâu không cái tên cúng cơm ở nhà. Hoa hậu ở nhà tên Thấm là lên là đổi tên thành Tiều Tường Vi đồ đồ này nọ cái thứ liền. Phê quá anh ha. Quá phê luôn. Không biết bao nhiêu lâu mới làm được cái gốc này luôn á. Để đôn cao chứ nha. Đồ nghề đầy đủ. Dạ. Mấy ngày xưa làm cây mỗi lần làm cực quá, cực nặng. Cây này cũng đang mê luôn đúng không? Dạ. Cái này em mới lấy về tối qua. Ồ. Thích lâu rồi mà nay mới đủ khả năng lấy. Ồ. Chứ ngó vậy chứ cũng mấy chục triệu cây đó. Đúng rồi. Trời, cái cây này mấy chục triệu á, thì ai không biết thì nghe nó lớn nhưng mà phải hiểu nó cơ. Để hiểu nó, cầm mấy chục triệu mà mua một cái cây mà còn sống như thế này và có cái khung sẵn nha các bạn, có khung đồ hết rồi. Đang nuôi thả thêm á. Cây đẹp quá, nhìn nó hầm hố. Hầm hố mà nó già cỗi. Dạ. Quái. Bông giấy hả? Dạ. Bằng lăng. À, em đủ hết. Rồi anh coi như cái cây này nó nghệ thuật không nè. Cái này chỗ em gọi là cái keo. Keo hả? Dạ. Cái dáng của nó y như một cái con rồng vậy đó. Con nó lượn à. Dạ đó đó đó. Dạ. Dáng long thập bát trưởng đó. Chơi cây á, một trong những cái đẹp á là cái đường thân ha các bạn ha. Cái đường thân nó phải lắc. Nè các bạn coi nè. Với một cái góc nhìn á là ở bên ngoài á, nhiều chiều quá chúng ta thấy cái đường thân nó lắc rất là đẹp. Đó, vậy có tự nhiên người ta tự mới nhiên, làm được đó. Đúng rồi, tự nhiên mới làm được vậy. Nó không có một cái trật tự nào cả nhưng mà nó hài hòa. Đúng rồi anh. Còn con người mình làm á, nhiều khao nó cũng có những cái ba rem sẵn. Đúng rồi. Nhìn vô nó không được tự nhiên. Nó thật sự là chi 1, chi 2, chi 3 nó giống nhau y chang nó, thì nó chỉ khác nhau về cái kích thước thôi. Đúng rồi. Chứ thực ra thì nó cũng y chang nhau cả. Bây giờ đó, bây giờ anh chơi cây lại anh sẽ không có như ngày trước mình chơi mua phôi về mình định hình đó, chi 1 đây, chi 2 đây, 3 đây. Còn bây giờ anh thả sổng luôn. Đúng rồi. Anh thả sau này anh cắt giật lại, chọn lọc lại. Nó ok hơn mà đỡ cực mình. Này, em trước có cây me cũng hay là em chia sẻ cho vui. Ô cây me bự à. Lỡ lâu rồi lâu lâu mới được lên kênh của anh Năm Ngô thì chia sẻ luôn. Chia sẻ hết chứ. Thôi ôi. Cây me này là một trong những cây em cực kỳ tâm đắc luôn. Nói chung em đặt tác phẩm này là bàn tay ta làm nên tất cả, cũng giống như anh nghĩ cây me này nó đầy đủ rồi, ngón tay cái tất cả bốn ngón này. Đúng rồi. Thấy không? Còn cái này giống như cái gân tay của mình nè. Đúng rồi. Nó hay cực kỳ, nó hài hòa cực kỳ. Đủ 5 ngón luôn không? Dạ đây 5 ngón. Rồi coi mình có thể coi ngón này là ngón thứ 5 được anh. Nếu mà tính ra thì như này cũng rất là hài hòa rồi nè. Đúng rồi. Nó như một cái bàn tay thu nhỏ vậy đó. Mà anh coi cái lão hóa tự nhiên mà anh được cái bộ cái lũa ấy anh. Quá già luôn. Dạ. Một số người người ta không thích những cái chơi những cây lũa nhưng mà thật ra cây lũa chơi hay lắm. Đúng, đúng, đúng. Sướng cực kỳ. Nhiều người thích sự hoàn hảo. Dạ. Cây nó phải thịt nhưng mà gu của mình là phải cây lũa tại vì nó tự nhiên nó là vậy. Nó vậy, phong ba bão táp rồi nó mới hình thành được cái con người chứ. Đúng rồi. Nhung lụa quá đâu có được. Dạ. Wow.
quá đẹp. Cây này cái gì em? À, cây này là cái cây cái gì ta? À, cái cây gì ta? Cây gì ở dưới miền Tây nè, người ta ăn trái rất là ngon nè. Cây gì ta? Tự nhiên em bạn em ngày nào cũng tiếp xúc nó em nhớ, tự nhiên không hỏi em quên mất tiêu. Cây gì ta? Rồi cái trái ăn rất là ngon. Bình Bác. À, cái Bình Bác. Đứng đợi anh. Có nhiều chuyện á, tự nhiên nói tới quên các bạn. Này lấy về lâu chưa mà chưa trồng luôn? Cái dòng này ưa nước. À, em đang ngâm cho nó khỏe là. Em dục đại rồi nó lại sống. Anh mà trồng nó này lại không sống. Ở dưới này có rễ gì đó, nó ăn ra rễ rồi nè. Ồ, ra rễ đây luôn. Đã. Ồ, vậy mà cây này mốt cho chơi dán bò luôn. Dạ dạ, em cho tính cho dán cầu kiều này anh nè. Đó, cầu kiều luôn. Dạ. Quá hay. Bèo này bèo gì ta? À, dặn cái bèo để bèo hoa hồng anh. Bèo hoa hồng. Dạ. Giống cái xà dẻo nãy. Ồ, cái này nó đẻ, nó cấp số nhân khủng khiếp luôn. Ờ, đẻ ghê á. Anh về anh thả vườn anh cái anh ra quá trời. Thả xong mốt đi dọn mà. Ủa này cây gì em? À, cây na. Na hả? Dạ, mãng cầu á. Cái mãng cầu á. Mãng cầu nhưng mà mãng cầu mình nha. À. Mãng cầu dai. Dai. Dạ, người giờ hồi trước người ta chuộng mãng cầu Thái nhưng giờ người ta bỏ hết rồi. Người ta chuyển sang mãng cầu mình nhưng mà mãng cầu dai. À. Tại cái mùi vị đặc trưng của cái cây mãng cầu dai nó vẫn dù sao nó vẫn ngon hơn cái mãng cầu kia nhiều. Đúng rồi. Dạ. Trái cây Việt Nam mình thấy nó được cái là có thể cái sản lượng nó không tốt nhưng mà cái mùi vị đặc trưng nó đúng luôn rồi, luôn có. Nó luôn luôn có. Này ghép ha. Dạ ghép, tại vì khi cái hạt đó nhiều khi nó không biết là cái na bở hay na dai. À. Thôi giờ người ta cắt đi, người ta ghép lại cái na dai cho nó chắc. Ồ. Dạ. Thế anh coi cái cốc này. Em thì nó luôn mang một cái nét gì nó độc đáo cực kỳ. Được. Anh đúng là sưu tầm được mấy cây quá đẹp luôn. Anh nghĩ nó giống như đang bắt chân đứng. Đúng rồi, giống như cô gái đang điệu. Cái này là em đã ghép ra cốc Thái nè. Những cây này là những cây chuyên để phối sinh vườn, nó làm những cái cây chủ đạo trong cái sinh vườn đó. Đúng rồi. Nó cây này sau này nó sẽ ra trái dày đặc. Đó, nó là một trong những cây chủ đạo trong cái khu vườn phối lên. Em là chuyên những cái mặt hàng này. Ừ. Đó. À, anh em bà con nào mà muốn trang trí sân vườn, muốn tìm những cái cây có cái dáng thế nó độc đáo á, độc lạ mà có 102 á thì có thể liên hệ với bonsai tượng đá ha. Dạ. Sưu tầm cho. Nãy giờ chúng ta đi, nãy giờ chúng ta thấy rất là nhiều cây quái. Trong bonsai nó gọi là cây quái. Đúng rồi. Đó. Rất là đẹp. Em đang mới dọn ra cũng đang chuẩn bị nhập một số hàng tùm lum tà la về, cũng đang thiếu nhiều lắm. Ồ. Dạ. Vậy nhập đi, chừng nào nhập xong hú anh ra chơi tiếp. Dạ. Này gì giấy Mỹ ha. Giấy Mỹ nè. Còn này là cái gì ta? Sữa này. Ờ có bún sữa này du ha. Du à, cây ngâu anh. Ngâu chứ là ngâu tàu á. Ngâu tàu. Cây ngó vậy chứ mất 4 năm trời nhỏ xíu xíu à. Ừ, này màu lâu lớn lắm. Dạ. Vú sữa mới ghép luôn. Dạ không, của nó luôn, vú sữa này gọi là vú sữa tím. Tím mà. À, trái tím đẹp cực kỳ. À em quấn thép rồi em. Dạ, em quấn để cho nó gió nó khỏi thổi nó gãy cành anh. Ở đây mà vô mùa mưa dữ không ta? Dạ mưa kinh. Mà ở Phan Thiết thì nắng gió. Ờ nắng gió khỏi nói nè. Các bạn thấy đặc trưng của vườn của tượng đá là toàn những cái cây nó bay lắc. Rất là đẹp luôn. Nó giống như một cái dấu hỏi đó nè. Ờ. Bay lắc xuống cuối cùng cuối đầu nè. Dạ. Không? Khiêm tốn nè. Tạng đầu ngon hết rồi, cái này bấm tỉa lại là đẹp rồi đó. Dạ. Hôm giờ cũng bệnh nhiều cái công trình quá thành ra là cũng bể cỏ kiết không có nhổ được, không có tạo tác được. Làm cây này rất là mất thời gian ha các bạn ha. Dạ mất thời gian. À, cần độ tỉ mỉ cao, rất là mất thời gian. À. Thì nhiều khi bán hàng á, hồi xưa mình bán đã không được giá rồi mà anh em, có nghĩa là mình đã biết là kêu giá cao là sẽ khó mua bán, cho nên kêu giá thấp mà anh em còn trả xuống nữa. Trời ơi này không đủ công tôi đi tưới cây nữa. Làm bonsai này là không có đi chơi đi nhậu gì được luôn á. Dạ đúng rồi. Bình thường á ngày xưa mình á cái vườn cả gần cả ngàn cây. Ừ. Thì bình thường là ba người tưới. Mùa Tết thì mấy anh giúp anh đi về hết là dạ. Chỉ có mình với lại phụ huynh trong nhà là thay phiên nhau tưới, tưới khùng. Ở đây em có lấy mấy chậu này về bán. Này là lấy ở đâu ra? Bình Dương không? Dạ Bình Dương anh. Bình Dương là ngay nhà anh luôn á. Dạ. Ngay khúc nhà anh làm mấy chậu này nè. Dạ, em thì chuyên đầy đủ các loại chậu mini, chậu lớn, size đại đều có hết.
Mấy cái chậu này á, người ta gọi là giả cổ ha các bạn ha. À, chậu men giả cổ đó. Vô những cái cây theo phong cách Việt Nam thì rất là đẹp. Em có cái chậu tứ linh anh nè, nhỏ xíu rồi đi chứ mà nó tính ra 1,5 triệu cái đó anh, không có rẻ đâu. 1,5 triệu một cái. Ồ, một bộ đó hả? Dạ. Vậy bộ này 6 triệu. Dạ 6 triệu. Ồ, tứ linh. Tại cái anh biết không, cái công làm ra được. Đúng cái rồi, này đắp á, đắp từng ly từng tí á. Đúng rồi. Rồi bắt đầu nung, rồi bắt đầu lên màu cho nó nhìn ngó vào vô mất thời gian lắm anh. Long lân lân quy phụng, quy phụng. Dạ. Ồ, những cái chậu giả cổ này à, mấy cái chậu mà size lớn lớn này cũng mắc dữ lắm ạ. Dạ, cũng mấy trăm ngàn cũng có anh. Ừ, cũng tùy theo. Đây là chậu đất nung ha các bạn ha. Chậu bonsai thì nó có, về cơ bản thì nó có hai dạng chính thôi, tráng men với lại đất nung. Dạ. Đó. Ví dụ như tráng men này là men vẽ nè, men rạng vẽ. Còn này dạng đắp. Này là kiểu Việt Nam. À, đắp mấy cái này nè. À, cái gì chuột sóc đồ này nọ. Đó, đó đó, chuột sóc. Này ngay xứ Bình Dương mình luôn. Dạ. Đây một số cây mini anh này. Nhắc tới cây mini hồi xưa anh em mình là có giao lưu nhau một cây gì quên rồi, sơn liễu ha. Rồi, sơn liễu. Anh coi này, anh coi cái này nè, nó giống như cái con nhiều người thì nói cây giống cây cái máy bay. Em thì em thấy giống con chuồn chuồn hơn. Đúng rồi, giống chuồn chuồn á. Con chuồn chuồn voi á. Đúng rồi, nè, cái đầu bự ra. Mà mắt nè. À, mắt nè, nó có cái thân gù nè, thấy không? Ừ, nhưng mà nhìn cái mặt này á là giống con mũi nha, có cái dòi chích nè, thấy không? Hai mắt nè giống mũi nè, đúng không? Bởi vì cái cây nó hay là chỗ đó các bạn, nhìn vô thì sẽ hình dung ra cái hình dáng của nó như thế nào. Dạ. Đây dâu, đây dâu siêu trái đây. Ồ, nhỏ xíu mà phá trên trái đó. Những cái dâu này dâu siêu trái nè, những cây này thì em dao động bán 600.000 cây nè. Ồ. Đó, những cây để vàng. Ồ, này rễ nó ra từ đây luôn á ta? Dạ đúng rồi, rễ nó ra đây. Đó. Siêu trái luôn, trái dày đặc xíu, trái dày đặc luôn. Xương rồng này, xương độc đột biến. Đúng không hết. Dạ. Cái gì em cũng mê hết á. Cái lồn này mày mê không? Mấy này cũng em làm luôn. Dạ, cái này cũng thợ làm anh. Thợ làm. Dạ. Đá này gọi đá gì quên à? Tuyết sơn. Tuyết sơn anh. Tuyết sơn. Đây những cái đôn này các bạn. Cái này là gọi là cái đôn để người ta đặt cái chậu cây lên ha. Này là bên khu Dĩ An hả? Dạ đúng rồi. Cây giờ cây cỏ còn cao hơn cây. Các bạn ví dụ như nào để kể sơ sơ cho các bạn nghe cái công việc làm cây thì cái chuyện mà nó chết là mình không nói, là chết là mất xác luôn, là chết là coi như đứt hết chến. Nhưng mà công việc hàng ngày là phải nhổ cỏ, cỏ dại. Tại vì cỏ mà nó mọc trên cái chậu vậy á là nó sẽ hút dinh dưỡng của cây luôn. À. Rồi nó chèn cái rễ cây này nọ, cho nên là phải nhổ cỏ. Đó, rồi tưới tắm, rồi cắt tỉa, rồi vô kẽm, rồi tháo kẽm, rồi định hình, thay chậu, thăm ba lần hết trơn á. Đó. Rất là nhiều công việc luôn. Mía hả? Mía? À nhà bán nước mía luôn hả? Đâu bà chị bà bán anh. Đây dạy cái mini bên này nè. Đó là ờ, cái cây này là cái gì? Hoàng Dương. Hoàng Dương. Hoàng Dương. Đây mấy cái chậu này nhìn cũng dễ thương ha các bạn ha. Nhìn nó cổ kính Việt Nam. À, để bàn uống trà. Cây này cây nguyệt quế. Quế. Dạ. Đó, như là hả sâm hương nè. Cây này đó. Cây này em mua về đó là 12 triệu rồi nè. Ồ đẹp quá nè. Dạ, đó nó có phong tàn đẳng cấp. Đẳng cấp á. Nuôi cách dịch không anh? Ồ cái này, cái này đẳng cấp quá em. Dạ, từ đế với tay cành rồi đã. Đế rồi như là nhìn nó vẫn chảy. Vẫn. Một cái cây bonsai khi mà để đánh giá được nó, thứ nhất là đế, nhất đế nhì thân, vẫn đến tay cành của nó. Ừ. À, các bạn thấy không? Tại sao gọi là chảy? Một cái cây cổ thụ là cái đế của nó phải chảy đều ra các bên, cho nó cái dáng đứng nó vững, nó mới gọi là tồn tại trong cái thiên nhiên nè, khắc nghiệt được đó. Chứ cái đế này mà nó thiếu mấy cái này là nhìn nó yếu liền ha. Rồi những cái tay cành này cắt dịch là sao, có nghĩa là càng gần cái cốt nó bự rồi nó vuốt nhọn ra cái phía bên ngoài đó, như vậy nó mới đúng theo cái tự nhiên. Yeah. Nó mới đẹp, chứ còn cứ ngang ngang đều đều nhau là không có đẹp. Yeah. Ha,
hồi đánh giá vô chi tiết nó rất là sâu luôn các bạn. Có con cây này người ta đã trả em 6 triệu này, mà không biết là mọi người có tin không. Nó nhỏ xíu xíu thôi, nhưng mà nuôi được cái cây ấy, thực ra là cỏ nhiều quá, nhiều khi khó thấy. Em mọi người xem này, đó cây mini nó cao chỉ tầm cỡ chưa tới 10 cm. Nhưng mà khách đã trả em 6 triệu rồi nè, em chưa bán nè. Tại anh làm một cái cây nhỏ càng khó làm anh. Đúng rồi. Nó ngó vậy chứ làm lâu dữ. Này là giống 86 hả các bạn? Dạ 86 anh. Bông cũng đã lắm. Một cốt và bá. Cái này á các bạn biết là người gì đó, người mình nó có câu là người đẹp vì lụa đúng không? Dạ. Thì cái này các bạn nhìn nó chưa ra là tại vì chưa có bấm tỉa. Dạ đúng rồi. Chưa bấm tỉa đang, vô. Đang nuôi thả. Đang nuôi thả. Nuôi thả, mục đích nuôi thả làm gì? Để cho chi cốt rồi nó lớn. Đó, xong rồi người ta mới rút lại. Đó, đang nuôi thả. Thứ nhất là nó đang nằm cái chậu xấu, cái chậu thì giống như là cái để nuôi cái áo vậy đó, nó xấu. Đó. Chậu này để nuôi, chậu này nó bự thì nó cái không gian cho rễ nó hoạt động cây nó tốt hơn. Thì nhìn nó vậy thôi, chứ còn bây giờ bấm tỉa lên chậu đàng hoàng đó, mấy cái chậu đẹp đẹp nãy mình có ở trong á là giá trị nó khác liền. Cái như cây phong Nhật anh nè. À, cái phong lá đỏ nè. Ở đây em cũng nuôi được cây này luôn. Ở đây nói chung là cũng nuôi được, nhưng mà nó hơi dở về, nó hơi cũng không có phát triển bằng ở trên như trên Đà Lạt. Đúng rồi. Xứ lạnh. Cây này xứ lạnh mà. Trong anh còn không dám nuôi á, thấy người ta bán quá trời mà anh không dám nuôi tại anh sợ nó chết. Cây này là cây phong lá đỏ ha, cây đặc trưng của bên Nhật Bản. Đặc trưng Nhật Bản thì cái này là gọi là cái gì ta, cái gì trong cái quốc hiệu của Canada luôn á. Đúng rồi, cờ Canada. Đúng đó. Đúng rồi, chính xác. Cây này rất là đẹp ha. Thì ai mà mê những cái mùa thu của Nhật Bản, Hàn Quốc đồ, thấy những cái cánh rừng phong lá đỏ chuyển màu á các bạn, từ mùa xuân sang mùa thu đông đồ này nọ, thì mỗi mùa nó sẽ có cái màu lá khác nhau. Thu thì nó vàng rụng lá, thì đây là cây phong lá đỏ ha, chứ không phải cây kia đâu nha, không phải cái xà cân đâu nha. Rất là giống mà giống y chang luôn. Giống y chang. Cái lá y chang luôn. Nhưng mà nhiều người ta nói xà cân này khác, này là phong lá đỏ ha bạn. Cái xà cân nói tiếng lóng đó. Còn cái này là cái gì ta? Cây râm bục ớt anh. Râm bục ớt hả? Dạ râm bục. Đây anh coi này, nó anh nhìn vậy chứ thực ra nuôi, anh coi cái gốc này nó đều mang một cái nét nghệ thuật cực kỳ. Đúng rồi. Rễ nơm. Dạ rễ nơm. Thực ra mấy cây này chỉ cần tỉa tót đồ là vô phân bón lại là cây này nó phát triển dữ lắm. Em thời gian này nó cũng bận quá. Một phần là bận quá, một phần á nếu mà chơi cây các bạn, nếu mà người mà đúng mà đam mê chơi cây á, người ta sẽ mua về người ta làm theo ý người ta. Đúng rồi. Chứ còn mình bấm chọn sẵn vậy á thì dành cho người nào thích gọi là thưởng thức ngắm nhìn thôi. Chứ còn anh em mà biết làm cây á sẽ mua những cái phôi về, hoặc là mua những cái cây mà nó đang nuôi thả vậy nè, rồi về người ta chọn lọc theo cái gu của người ta. Mỗi người sẽ chọn ra mỗi kiểu khác nhau. Ồ cây này bông giấy này chắc hồi đó nuôi trong cái bình quá. Cho rễ nó quấn à. Nhìn như ruột heo á. Như cái nhìn, ruột của mình. Nhìn là thằng cảm giác nó thèm anh ruột anh lòng lợn. Lòng. Rất là nhiều cái đẹp luôn. Dạ. Yeah. Nói dù nó kể miết thì không hết chuyện nữa. Ghiền với bọn anh nhớ lại cái thời gian đó chơi cây ghiền luôn. Giờ thị trường cây sao ta? Dạ nó đợt này thứ nhất là kinh tế cũng đi chầm lắng. Thì mọi người cũng biết rồi, về bất động sản này bất cứ ngành nghề gì cũng bị giảm với lại chậm lại chiến tranh rồi này nọ. Thì nó cái mặt hàng này mặt gọi em tạm thời gọi là mặt hàng xa xỉ. Nói chung là phải ai hủy nó thiệt là làm gì làm, mua cây phải có tiền thì mới mua được. Đúng rồi. Nhưng người ta nói thay vì mua cây thì người ta để tiền đó người ta trang trải cuộc sống. Đó kiếm gạo là chính. Thì đó những cây này chỉ khi nào mà kinh tế người ta ổn định á thì người đúng ta rồi mới dám mua. Thì nói chung thì thời bây giờ nó cũng hơi ảm đạm anh. Nó thời trời cũng hơi ảm đạm. Thì cái gì mình nói thực tế thì nó hay hơn. Không mà đúng rồi, nó vậy mà. Dạ. Giờ nó thắt lưng buộc bụng. Dạ, đúng rồi. Bây giờ đổ xăng còn khó nữa kìa. Dạ, đổ xăng phải chờ nữa. Đổ xăng phải chờ nữa. Sao mua cây được. Nhưng mà đam mê quá thì vẫn phải làm nghề. Dạ, đam mê phải nè. Đó, bây giờ em sẽ làm một số cái ngành nghề phụ như làm sân vườn rồi cảnh quan rồi này nọ. Cũng làm. À quên đấy. Nãy tính hỏi mấy cái rêu này ở đây là em trồng để phục vụ sân vườn á hả? Dạ đúng rồi, đó là gọi là rêu chân châu á.
cái này là để phục vụ phối lên những cái cỏ, những cái mảng cái tiểu cảnh của em á. Cái màu rêu này nó xanh mướt, nhìn xanh nó rất là đẹp. Không đẹp á. Lúc trước nó có cái rêu mà rêu bèo á, dạ. Nhìn nó hơi giả. Đúng rồi. Còn cái này thì nó đẹp. Sao con? Nãy giờ thân không? Chạy ra ghét. Trời em 9 con luôn. 9 con hả? Chó nhà đẻ hết luôn. Nghe đâu xin tùm lum, ngày nào cũng đi lụm dép. Ngày nào cũng đi lụm dép. Trời em nói thiệt, mỗi lần khách tới là em đi tìm chiếc này chiếc nọ. Khi đi nuôi, chợ. Nuôi mấy anh này rồi thấy vậy rồi. Bây giờ để phá kinh hồn luôn. Đổi nói rồi. Không biết sao tự nhiên đi xin toàn chó cái không? Chó cái đâu ạ? À? Nó mà đẻ chắc em khùng luôn á. Ghét. À, anh Nam Ngô thì ai cũng biết rồi, anh sở hữu những cái khu vườn, những con vật người ai cũng mê. Bị ghiền em ơi, bị cái nghiệp. Nè bạn, đây là một cái tiểu cảnh cụm rừng ha. Lần trước Mai Chiếu Thủy, lần trước đi quay thủy sinh á. Anh em nhớ không? Cũng có những cái tiểu cảnh mà cụm rừng như vậy. Đó. Thì anh em thấy lúc trước mình cũng có giới thiệu là nó phải theo cái tỷ lệ á. Ví dụ như anh em thấy cây trước mặt nó to, còn cái cây nằm sâu sau lưng á là nó nhỏ. Thì như vậy nó sẽ đúng cái gọi là cái khoảng cách á, càng xa sẽ thấy càng nhỏ. Nhìn ghiền luôn. Làm nhớ xưa anh quá. Một thời anh. Một thời á. Ồ, củ này củ gì ta? À, anh thấy giống con cóc không? Ừ, giống con cóc quá. Nó là cây cóc á, nhưng mà cái điều nó giống như con rùa á. Anh coi nè. Đây. Anh nhìn ngang về nè, mới thấy nó giống như con rùa nè. Đây, mai nè. Mai nè, cái đầu rùa nè. Đầu rùa. Một thời gian sau em sẽ ghép cóc thái vô. Ồ. Nó ở trên đây thì ra quả, ở dưới thì em sẽ đôn lên xíu nữa, cho nó giống. Đúng rồi. Nó y như con rùa vậy đó. Đúng rồi. Này là cái nhựa đó ta? Dạ, cái nhựa của nó. À, nhựa nó. Ok. Cái chanh anh. Chanh. Dạ, chanh như vậy gọi là gốc lớn lắm nè. Mấy chục năm. Trái trên héo hết luôn. À, sâm hương á. Sâm hương này lúc mà sâm hương này tính ra mau lớn chứ ha. Dạ, cũng mau lớn. À, các ca các cổ mua mấy cây mini này. Ngó vậy chứ còn 700-800 ngàn cây anh. Ừ. Cây kế bên rồi rễ quắn quắn nhưng mà đẹp rồi. Nói chung mê cây à. Thành ra là nhiều khi đi đâu cũng không có được, sợ tưới tiêu đồ này nọ. Nhưng mà thật ra mình cái gu mình đã mê cây rồi, là mình cũng ban đầu đã ít đi chơi rồi, ít đi ra ngoài rồi. Đúng rồi. Thích ở nhà. Những người mê sinh vật cảnh các bạn thường thường sẽ dành thời gian nhà nhiều để chăm sóc cái thú vui của mình. Chứ còn vừa mê sinh vật cảnh mà vừa mê đi chơi bên ngoài nữa là về chết hết trơn luôn á. Không được như ý đâu. Cây này mua nào mà giờ này còn nằm đây đây? Dạ em mới mua được một tháng à. Một gì? Một tháng tao chưa trồng nữa. Dạ không, thật ra nó ngó thì lười nhưng mà thật ra nó cũng là một trong những kỹ thuật để làm, để trồng cái cây phôi á. À này phôi gì em? Dạ cây hải châu. Hải châu? Dạ. Ờ. Dạ, em có thể chia sẻ về cái bí quyết này không? Em cắt tỉa, nếu vậy mình cắt ra luôn cho mọi người dễ hình dung. Okay. cây phôi ban đầu để mình làm một cái cây phôi để hoàn thành một cây bonsai này như thế nào nha. Tiện có cái đây thì em sẽ chia sẻ luôn. Đây các bạn, mình hay nói là thích tạo tác từ phôi, thì phôi là như thế nào, sẽ cho các bạn coi phôi là như thế nào ha. Dạ, phôi là cái cây ở trên rừng người ta đào về, mình mua rồi bắt đầu mình trồng, đó bắt đầu mình tạo tác theo cái ý của mình. Tất nhiên là khi người ta đào ở trên rừng về là người ta phải đào dưới đất, là cắt bỏ rễ. Đúng rồi. Đồng nghĩa với lại ta phải cắt những cái lá chi trên đó. Tại vì các bạn biết cái rễ là cái cung cấp dinh dưỡng, nó sẽ hút từ đó. Và cái lá là nó sẽ sử dụng năng lượng đó. Dạ. Ha. Nhiều người người ta không biết, người ta nói đi mua củi về nhà đó. Đó, người ta nói, rồi đó mình nói là mua toàn là ba cây củi không à. Về rồi ghim trồng. Rồi 10 ngày sau, cây nào sống thì ra lá, ra đọt, cây nào chết thì đi luôn. Đây là một số anh em thợ rừng, khi người ta gửi cho mình, người ta sẽ bao bố lại để cho nó giữ ẩm cái thân cây. Ồ. Cho nó không bị mất cái hơi nước trong cái thời gian đó. Anh em giờ làm kỹ á. Dạ, trước dở hơi. Trước là bó có cái bịch ni lông không. Đây. Đó. Nó là này. Cái này cái dáng thú. Em để một tháng trời anh thấy không? Tất đó. Cả những cái đốm này đang chuẩn bị ra rễ này. À đúng rồi. Đó.
nó anh khi đây là dấu hiệu của gà rễ là đúng không? Đó đó đó, anh thấy không, một cái cây mà nó nhìn giống như một cái con thú vậy, anh thấy đẹp không? Đẹp quá. Nó là một trong cây hải châu, bắt đầu khi nào em làm cái tay cành ra mê lắm anh, sướng lắm. Ồ, nó rất là quái ha bạn. Dạ, dạ. Thấy đã không? Quá đã đó. Nhiều người ta tao sau một tháng không trồng thì nó chết đi, nhưng thực ra nếu mà hiểu về nó thì rất là dễ. Ừ. Dạ, em để em thậm chí em còn em không cái trồng gì hết đó, như vậy nó là dễ sống. Ừ. Dạ. Mà cái hải châu này nó cái nhựa nó màu đỏ nha, lúc cưa dạ. ra là đỏ nha. Đúng rồi, nó đỏ. Này là dòng lá nhỏ hay lá to? Dạ, dòng này dòng lá chung anh. Lá chung hả? Dạ, nhưng mà dòng này chắc chắn sau này cũng phải ghép dòng lá nhỏ vô chơi thì nó sẽ hay hơn. Ừ. Dạ. Cỡ này trồng là ở đâu chắc cũng ok anh. Dạ, ok chồng, bao chồng, sống rồi đúng dạ. không? Dạ trồng là ok rồi. Mày coi nó giống con gì? Ừ. Cũng giống con khủng long mà. Cũng hợp lý anh. Cũng giống khủng long mà bụng bự à. Chỉ có chỗ này nó hơi bị phù à. Cũng giống con khủng long ăn cỏ luôn các bạn. Mở ra rồi chiều trồng luôn. Đó. Đây. À lúc mà em mua về là chưa có đốm này. Đúng rồi. Rồi em bó em cứ để vậy một tháng trời luôn. Em để một tháng đó. Người ta cứ tưởng là kêu chết rồi trồng gì nó dục đi. Ừ. Thực ra thì hiểu nó thì dễ lắm. Đây là một trong những cái phương pháp dâm ủ. Ừ. Dạ, nói chung là để bảo quản như môi trường ngoài nó bắt đầu giữ ẩm bên trong thì nó vẫn tái tạo da ở trong, nó không hề bị gì hết. Ừ. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình đem đi trồng liền thì sao? Trồng liền thì tỷ lệ nó bị hư thúi ở dưới vành gốc á. Ừ. Thúi nhiều tỷ lệ rủi ro cao lắm. Ừ. Thế mà cây mang vừa mới về mình đi trồng liền là hầu như là cây nó thúi dữ lắm. Ừ. Dạ. Nhưng mà nó không có xì tược non lâu quá có sao không ta? Dạ, nếu mà không ra tược non thì mình có thể ghép mồi. Có nghĩa là mình lấy một cái cây khác mình ghép vô cũng cùng giống với nó. Ừ. Để gọi như là nó không có đủ lực để nó bung ra, mình ghép như vô một cái là nó sẽ bung tược ra luôn. Ừ. À, nó gọi là ghép mồi. Ghép mồi. Dạ. Áp cho nó bung rồi ở dạ, trên này nó hút nước, ở trên này nó thở luôn. Đúng rồi, chính xác, nó phải có cái lá thở. Đúng rồi, có lá dạ. thở á. Hay quá. Dạ. Ok các bạn. Thì lâu lắm rồi hai anh em mới gặp nhau ha. Thì cũng được tượng đá đi chia sẻ một cái số cây tâm huyết của mình, cũng như là cái gu chọn cây. Cũng biết thêm được một cái điều rất là hay trong cái phương pháp mà ủ cái cây phôi đánh trên rừng về. Thì cái kinh nghiệm này là cũng quý giá đó. Tại vì không biết cái là chết liền. Chết nhiều lắm rồi mới được vậy đó. Như các bạn thấy cái cây nè, cây này là anh em đi rừng mang về nó là vậy thôi đó. Hồi xưa mình ngày nào cũng mang về ăn đống này. Phụ huynh nói mày có bị điên không, mày ngày nào mày cũng chở củi về, lấy xe hơi đi chở củi về. Xong rồi cứ vậy đó. Đó, nhưng mà cây này sau này nó sẽ ra tược non. Thì bắt đầu anh em bắt đầu lên phương án sửa cho nó, tạo dáng cho nó rất là đẹp luôn. Ok, rồi hôm nay rất là vui để gặp em luôn. Và cũng thank you em đã chia sẻ cái gốc đam mê của mình, cũng như là những cái kinh nghiệm của em về cây cảnh. Ha, chúc cho công việc của mình ngày càng thuận lợi hơn. Các bạn muốn tìm hiểu về bonsai cây cảnh thì Tượng Đài cũng có một cái kênh YouTube là bonsai tượng đài hay tượng đá. Bonsai tượng đá thì có chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm ở trên đó. Ok rồi, em có lời gì với lại mọi người không? Dạ, em cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cũng như ủng hộ kênh của anh Nam Ngô. Rất mong mọi người ủng hộ nhiều thêm. Rồi ok mọi người, chúc mọi người sẽ clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye. Xin chào mọi người. Ok quá dạ. Tuyệt vời luôn em. Dạ.